Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã miễn nhiệm nhiều chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Một người phụ nữ tại thành phố Hồ Chí Minh tử vong trong phòng ngủ của mình khi nhà xảy ra cháy. Phá đường dây vận chuyển ma túy đá lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Cây bật gốc ngã ra đường đè trúng 4 người đi xe máy ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh sau cơn dông lốc lớn. Tông sập giải phân cách lao qua làn đường bên cạnh rồi đâm vào nhà dân, tài xế container tử vong tại chỗ. Giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Tiền Giang gây tai nạn liên hoàn khiến 3 người thương vong. Kính chào quý vị, mời quý vị cùng bắt đầu với Chuyển động Duyên Hải trưa ngày 8 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Thưa quý vị, liên tục trong 2 ngày, người dân trên địa bàn thành phố Thủ Đức và quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh đã bắt được TT và Trăng Gấm. Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận và đưa về cứu hộ một con TT do người dân tự nguyện bàn giao. Trước đó, ông Nguyễn Viết Thuận, ngụ quận 12, đang thi công một công trình nhà ở tại phường Long Trường, thành phố Thủ Đức. Cùng hai người khác đi ăn tối về thì thấy con vật lạ, tưởng là con chồn, đang bò ở khu đất trống gần công trình, nên ông Thuận cùng bạn tới xem mới biết là con TT nên bắt lại. Biết đây là động vật quý, ông Thuận đã liên hệ với chi cục Kiểm lâm thành phố để bàn giao với mong muốn con vật được chăm sóc thả về tự nhiên. Kiểm lâm xác định đây là TT Java, tên khoa học là Manis javanica, giới tính đực, nặng khoảng 5kg, thuộc nhóm 1B trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Thời điểm tiếp nhận, Kiểm lâm ghi nhận con TT này đang bị thương ở phần trán và bụng. Trước đó, ông Võ Tấn Đạt, ngụ phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, cũng tự nguyện bàn giao cho chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh một con trăn gấm. Con trăn trên được bắt tại một khu đất trống. Kiểm lâm xác định con trăn trên là trăn gấm, nặng khoảng 3,2 kg, tên khoa học là Python reticulatus, thuộc nhóm 2B trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Sáng nay tại kỳ họp thứ 20, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã miễn nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với bà Lê Thị Thu Hồng, miễn nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Lê Ánh Dương, miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Lê Ô Bích. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành thảo luận biểu quyết và thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với bà Lê Thị Thu Hồng, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đối với ông Lê Ánh Dương, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Lê Ô Bích. Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang cũng cho thôi làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với bà Lê Thị Thu Hồng và ông Lê Ánh Dương. Trong lúc thi công dự án kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Mọ gần cầu Chợ Vực, Hà Tĩnh, đơn vị thi công bất ngờ phát hiện một quả bom khủng. Trong quá trình thi công kè chống sạt lở mép bờ sông Ngàn Mọ, đoạn gần cầu Chợ Vực thuộc địa phận thôn Phương Trứ, xã Cẩm Duệ, đơn vị thi công đã phát hiện một quả bom ước có trọng lượng khoảng 500kg. Ngay sau khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương đã báo cáo lên Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Xuyên để huyện chỉ đạo đơn vị chức năng tiến hành trục vớt xử lý. Quả bom đang được phong tỏa, giữ nguyên hiện trạng để chờ xử lý. Chính quyền địa phương nhận định đây là những quả bom Mỹ thả xuống còn sót lại sau chiến tranh. Một người phụ nữ tử vong trong phòng ngủ khi xảy ra cháy. Khoảng 22 giờ đêm qua, người dân sống trong một con hẻm trên đường Hiệp Thành 13, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện khói lửa bùng lên từ một phòng ngủ trên tầng 1 trong căn nhà của một người phụ nữ 51 tuổi đang thuê để ở, nên gọi điện báo lực lượng chức năng. Khói lửa nhanh chóng bao trùm căn nhà. Công an quận 12 nhanh chóng tiếp cận hiện trường và phát hiện người phụ nữ đã tử vong trong phòng ngủ. Nguyễn Thành Đạt, trưởng bưu cục 152 Hùng Vương, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình, bị bắt về hành vi tham ô tài sản. Trước đó, sau khi kiểm tra trên hệ thống app công việc của công ty, Nguyễn Thành Đạt thấy một số nhân viên đã giao hàng và nhận được một số tiền thu hộ, nên đã yêu cầu nhân viên nộp lại để Đạt nộp tiền về cho công ty với tổng số tiền 51 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận số tiền trên, Đạt đã không giao lại cho công ty mà sử dụng để tiêu xài cá nhân rồi rời khỏi bưu cục. Trần Văn Sướng sinh năm 1988 và Lý Minh Thương sinh năm 1986 cùng ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh sử dụng ô tô vận chuyển 30kg ma túy đá từ biên giới vào nội địa tiêu thụ đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Tại khu vực biên giới thuộc địa bàn ấp Long An, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Cảnh sát phòng chống ma túy và tội phạm biên phòng Tây Ninh và đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài chủ trì phối hợp cùng phòng phòng chống ma túy, công an tỉnh Tây Ninh, công an huyện Bến Cầu và đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam đã tổ chức phá án.
các lực lượng chức năng đã bắt giữ Trần Văn Sướng và Lý Minh Thương cùng ngụ tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn khi cả hai đang sử dụng ô tô vận chuyển 30 kg ma túy đá từ biên giới vào nội địa. Tại cơ quan điều tra, Sướng khai nhận vào chiều ngày 6 tháng 10, sau khi nhận điện từ Campuchia đã cùng Thương đến Tây Ninh. Đợi đến nửa đêm, cả hai ra đến chỗ cất giấu ma túy và bốc hàng lên xe. Khi cả hai vừa di chuyển ra đến địa bàn ấp Long Phi, xã Long Thuận thì bị các lực lượng chức năng bao vây bắt giữ. Cơn dông lốc lớn làm cây xanh có đường kính gần 30cm, cao hơn 10m ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh bật gốc, ngã ra đường và đè trúng 4 người đi xe máy. Vụ việc xảy ra vào khoảng 18:30 phút tối qua trên đường Mạc Đỉnh Chi, phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm trên tại quận 1 có mưa dông lớn. Một cây dầu đường kính gần 30cm, cao hơn 10m, bất ngờ ngã ra đường. Có 4 người đi trên 2 xe máy bị cây ngã trúng, bao gồm xe máy do người đàn ông chở phụ nữ và một đứa bé khoảng 5 tuổi. Xe còn lại do một thanh niên cầm lái. Các nạn nhân bị nhánh và tán cây va chạm dẫn đến chấn thương phải nhập viện cấp cứu. Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận 1 phối hợp với công ty cây xanh thành phố Hồ Chí Minh có mặt để khắc phục sự cố. Chiều qua tại thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện mưa to cục bộ. Một số nơi lượng mưa lớn như quận Bình Thạnh, quận 1, quận Phú Nhuận, thành phố Thủ Đức phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi lên đến 70mm. Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Hữu Hưng là tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư AVS Đắk Lắk để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Công ty cổ phần đầu tư AVS Đắk Lắk ký hợp đồng với giám đốc một công ty về việc thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời. Theo hợp đồng, công ty này sẽ đầu tư tiền cho công ty của Hưng để thiết kế, cung ứng vật tư thiết bị, thi công, lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời tại xã Chư Bơn, huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk. Hợp đồng cũng nêu rõ, công ty của Hưng sẽ bàn giao trọn gói kèm theo quyền sử dụng đất diện tích 2,5 hectare là nơi thi công dự án. Sau khi ký kết, Hưng đã nhận của đối tác tổng số tiền 3,5 tỷ đồng để thực hiện dự án. Sau khi việc thi công hoàn thành, Hưng đã ký biên bản bàn giao các công trình trên cho đối tác để đưa vào hoạt động. Tuy nhiên, sau khi đã bàn giao, Hưng còn nợ tiền của nhiều người nên đã tự ý ký văn bản ủy quyền và giao lại các công trình thuộc dự án trên cho người khác để bán tài sản, lấy tiền trả nợ mà không được sự đồng ý của đối tác. Khi phát hiện sự việc, đối tác yêu cầu ông Hưng bồi thường, hoàn trả lại số tiền 3,5 tỷ đồng. Sau nhiều lần hứa hẹn, đến đầu năm 2022, nhận thấy bản thân không thể trả được nợ nên Hưng đã bỏ trốn nhằm chiếm đoạt số tiền 3,5 tỷ đồng. Mạng xã hội lan truyền đoạn camera hành trình được lấy từ trong cabin xe container ghi lại sự việc xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng. Một chiếc xe container do nam tài xế điều khiển đi trên đường tỉnh lộ 8 hướng từ quốc lộ 22 đi tỉnh lộ 15 đến địa phận thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi thì đâm sập giải phân cách, lao qua làn đường bên cạnh rồi đâm vào nhà dân bên đường. Sự việc khiến một căn nhà cấp 4 nằm sát mặt đường đổ sập. May mắn lúc đó, nhà chỉ có một người đã kịp thoát ra nên không xảy ra thương vong. Được biết, khi xe đâm vào nhà dân, trụ bê tông và mảng tường đã đè xuống cabin khiến nam tài xế thiệt mạng. Người dân đã phá cửa để cứu nhưng nam tài xế không qua khỏi. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, nam tài xế khiến người xem bất bình vì không có dấu hiệu tập trung lái xe mà mãi mê xem iPad, dẫn tới lạc tay lái rồi tông vào giải phân cách và nhà dân. Công an tỉnh Tiền Giang đang phối hợp các cơ quan chức năng điều tra làm rõ một vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong, hai người trọng thương. Người đàn ông sinh năm 1982, ngụ xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, điều khiển ô tô lưu thông trên quốc lộ 50 hướng Gò Công, Mỹ Tho. Khi phương tiện này lưu thông đến địa bàn ấp Thạnh Kiết, xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo đã va chạm với xe máy lưu thông hướng ngược lại do thiếu niên sinh năm 2007, ngụ huyện Chợ Gạo, chở một người ngồi phía sau, cùng sinh năm 2007. Sau khi va chạm, ô tô này tiếp tục tông vào một xe máy khác do người đàn ông sinh năm 1987, ngụ huyện Gò Công Tây, chở theo hai con nhỏ đang đậu trên lề đường. Hậu quả, một người tử vong trên đường đi cấp cứu, hai người bị thương nặng đang điều trị tại bệnh viện. Cơ quan chức năng nhận định ban đầu nguyên nhân gây ra vụ tai nạn liên hoàn này là do tài xế ô tô không chú ý quan sát. Được biết, tài xế ô tô làm giám đốc phòng giao dịch một ngân hàng tại huyện Gò Công Tây, Tiền Giang. Sau khi gây tai nạn, người này đã đến công an huyện Chợ Gạo trình báo.
Ông Huỳnh Quốc Hoàng, Bí thư Huyện ủy và ông Lý Minh Vững, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thới Bình, Cà Mau, cùng bị kỷ luật do sai quy chế làm việc, đấu thầu và công tác cán bộ. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau đã có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lý Minh Vững, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thới Bình. Ông Vững bị kỷ luật vì chịu trách nhiệm đối với những vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Với trách nhiệm cá nhân không tham mưu, đề xuất một số nội dung, Ủy ban Nhân dân huyện phải trình xin ý kiến theo quy chế làm việc của huyện ủy. Trước đó, ông Lý Minh Vững cũng bị phê bình kiểm điểm vì liên quan các gói thầu mua lúa giống, phân bón hữu cơ năm 2020 và 2021. Ngoài ra, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau có quyết định kỷ luật ông Huỳnh Quốc Hoàng, Bí thư Huyện ủy Thới Bình bằng hình thức khiển trách vì buông lỏng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát, vi phạm quy chế làm việc và thực hiện không đúng một số nội dung về công tác cán bộ. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 92 điểm ô nhiễm còn tồn đọng rác thải. Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 92 điểm ô nhiễm còn tồn đọng rác thải trên địa bàn thành phố Thủ Đức và các quận huyện. 87 điểm đã được dọn vệ sinh nhưng tái phát sinh rác thải. Một điểm mới phát sinh và 4 điểm chưa dọn dẹp vệ sinh. Mặc dù số điểm ô nhiễm còn tồn đọng rác đã giảm nhiều, tuy nhiên một số địa bàn vẫn còn nhiều điểm tồn đọng rác thải cần được giải quyết triệt để như thành phố Thủ Đức 48 điểm, quận Bình Tân 13 điểm và huyện Hóc Môn 9 điểm. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban Nhân dân quận 8, Ủy ban Nhân dân huyện Hóc Môn và Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức ra soát giải quyết xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại các tuyến đường khu vực xung quanh các chợ đầu mối nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố. Hiện nay, tình trạng nhiều loại quà ăn vặt không kiểm soát được chất phụ gia độc hại và không rõ nguồn gốc xuất xứ đang được bán tràn lan ở nhiều cổng trường học. Đây là nguyên nhân gây ra các vụ ngộ độc cho học sinh trong thời gian qua. Mới đây nhất, 13 học sinh trường Trung học cơ sở Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội bị ngộ độc do uống nước ngọt được phát miễn phí ở cổng trường học. Do vậy, để bảo vệ sức khỏe cho học sinh, các chuyên gia an toàn thực phẩm khuyến cáo các bậc phụ huynh nên bố trí cho con ăn uống ở nhà đầy đủ và mang theo các đồ ăn nhẹ để con sử dụng trong giờ ra chơi. Không nên cho trẻ tiền tiêu vặt hàng ngày, đề nghị lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm soát chất lượng đồ ăn vặt bày bán gần khu vực cổng các trường học bằng cách test nhanh và kiểm tra nguồn gốc xuất xứ. Thông tin vừa rồi đã kết thúc Chuyển động Duyên Hải trưa nay. Kính chào tạm biệt!